Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các chính sách nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đã triển khai thực hiện sâu rộng các giải pháp hỗ trợ bà con vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Từng là hộ nghèo trước năm 2010, nhưng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Đảo và sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền địa phương trong việc cấp đất, chọn cây giống, anh Lương Văn Man, thôn Phân Lân Thượng, xã Đạo Trù đã mạnh dạn đầu tư mô hình trang trại trồng trọt, kết hợp chăn nuôi trên diện tích đất khoảng 2 ha. Các loại cây được gia đình anh tập trung trồng đó là các loại cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao như bưởi, mít, nhãn, cam. Đến nay, gia đình anh Man đang trồng khoảng 300 gốc bưởi diễn, 100 gốc cây cam đường, 120 gốc nhãn và 300 gốc mít. Mô hình trồng trọt này đã mang lại nguồn thu nhập cho gia đình hàng trăm triệu đồng một năm. Ủy ban xã động viên cho chúng tôi đi thăm mô hình rất là nhiều, cho đi tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi này, trồng trọt này. Đấy, trong những cái liên khúc từ năm 2008, 2011, 2013, trong cái thời gian đó là ủy ban xã lúc nào cũng quan tâm là cho đi là học hỏi kiến thức. Với dân số trên 15.600 người, trong đó khoảng 85% là đồng bào dân tộc Sán Diều. Trước đây, xã Đạo Trù là một trong ba xã đặc biệt khó khăn của huyện Tam Đảo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chính sách cho vay vốn, phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Tiêu biểu là các chương trình, dự án hỗ trợ, nâng cao điều kiện sống, sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khó khăn của chính phủ và của tỉnh, đã tạo động lực mạnh mẽ cho đồng bào vươn lên phát triển kinh tế. Cùng với đó, nhiều hộ gia đình được tham gia các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nên mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao. Đến nay, trên toàn địa bàn xã có khoảng 60 mô hình làm kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn trên 200 hộ dân, chiếm khoảng 5,7%, giảm 4,5% so với năm 2015. Để phát triển kinh tế xã hội cho địa phương nói chung và đặc biệt là người đồng bào dân tộc Sán Diều, thì chúng tôi có những cái định hướng. Thứ nhất là cái quy hoạch vùng sản xuất là tập trung. Một là trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, ví dụ như cây ớt, cây dưa hấu, cây ba kích. Cái thứ hai là quy hoạch cái vùng mà chăn nuôi, mở rộng các trang trại, mô hình trang trại. Nhìn lại một cái bức tranh tổng thể, trong 5 năm qua thì cái sự thay đổi của Đạo Trù chúng tôi, đặc biệt là đời sống kinh tế phát triển của bà con nhân dân thì cũng khá là rõ rệt. Có thể nói từ các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và sự năng động sáng tạo trong cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hộ dân trên địa bàn đã vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn xã Đạo Trù ngày càng được nâng cao. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi là bước nhảy vọt vĩ đại, đánh dấu một cuộc biến đổi sâu sắc, vô cùng to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ của phát xít Nhật và ách thống trị của thực dân Pháp, lật đổ chế độ phong kiến, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là nhà nước kiểu mới, nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Từ đây, dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Những trang sử hào hùng đó là sức mạnh, ý chí, quyết tâm để thế hệ hôm nay tiếp nối công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh vừa bắt giữ vụ vận chuyển hơn 700 kg sản phẩm động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và kiểm tra vệ sinh thú y. Tại xã Thành Vân, huyện Tam Dương, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 88C-16286 do Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1968, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương điều khiển. Phát hiện trên xe vận chuyển 4 con lợn chết có màu tím, trên da có nhiều nốt sần đỏ và 2 bao tải chứa nội tạng đã bốc mùi hôi thối đang trong quá trình bị phân hủy, không đảm bảo an toàn thực phẩm, có tổng trọng lượng 715 kg. Tại cơ quan công an, Luận khai nhận vận chuyển số sản phẩm động vật trên từ huyện Sông Lô về thành phố Vĩnh Yên để tiêu thụ. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, để mỗi cơ sở y tế là một pháo đài vững chắc, mỗi cán bộ y tế là một chiến sĩ chống dịch COVID-19, Bệnh viện Quân y 109 đã tái khởi động và triển khai đồng loạt nhiều biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Để ngăn chặn dịch COVID-19,
Bệnh viện Quân y 109 đã phân công cán bộ y tế trực 24/24 giờ tại cổng bệnh viện để kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, hướng dẫn người bệnh và người dân đeo khẩu trang đúng cách, khai báo tiền sử dịch tễ nhằm sàng lọc 100% người ra vào bệnh viện, kể cả cán bộ y tế. Tại các khoa phòng thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tăng cường các biện pháp chống nhiễm khuẩn. Hiện nay, bệnh viện đã thành lập khu vực cách ly với 150 giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 đến khám và điều trị. Thành lập các đội phòng chống dịch cơ động, tổ quân y cơ động sẵn sàng tham gia chống dịch. Khoa chúng tôi bây giờ là sẵn sàng tiếp nhận cách ly điều trị các ca nghi ngờ và các ca bệnh nếu khi có các ca bệnh xảy ra. Thì trong cái thời gian này thì khoa chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đảm bảo các cái điều kiện vệ sinh khử khuẩn môi trường, rồi thì các cái nội dung là đảm bảo cho an toàn cho nhân viên. Khi có bệnh nhân vào thì sẽ có những cái biện pháp bảo đảm cho không lây chéo trong nhân viên trong khoa và trong bệnh viện nói chung. Và nếu khi có bệnh nhân vào thì chúng tôi sẽ thông báo và sẽ kích hoạt cái ban chỉ đạo phòng chống dịch của bệnh viện. Nhằm hạn chế tối thiểu các nguy cơ lây nhiễm, việc vào thăm người bệnh cũng được bệnh viện điều chỉnh phù hợp. Theo đó, bệnh viện đề nghị người thân không đến thăm bệnh nhân đang điều trị, mỗi người bệnh chỉ một người nhà chăm sóc. Điều này giúp các khoa phòng điều trị hạn chế được số người di chuyển và giúp kiểm soát chặt chẽ hơn trong công tác sàng lọc bước 2 tại các khoa. Đồng thời, bệnh viện cũng đã chuẩn bị chú đáo về vật tư, thiết bị, thuốc cấp cứu, dịch truyền, phương tiện phòng hộ cá nhân, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi cũng chấp hành chỉ lệnh của Bộ Y tế trong cái việc mà triển khai các cái phòng khám sinh học cấp 2, phòng xét nghiệm sinh học cấp 2. Hiện tại thì chúng tôi đã có 7 nhân viên xét nghiệm có chứng chỉ an toàn sinh học cấp 2. Và chúng tôi đang đề xuất khẩn trương để mua máy cũng như triển khai cái phòng xét nghiệm sinh học cấp 2 để sẵn sàng là xét nghiệm cho tất cả các trường hợp mà nghi ngờ bằng cái phương pháp mà tốt nhất. Còn cái phương pháp mà test nhanh thì chúng tôi đã triển khai rồi. Trong cái giai đoạn này chúng tôi đã làm rất quyết liệt và rất là nghiêm túc. Tất cả các cán bộ nhân viên của bệnh viện đều rất hiểu cái tầm quan trọng của cái đợt 2 này để góp phần vào cái thắng lợi chung của toàn quốc trong cái phòng chống dịch COVID-19. Theo kế hoạch, Bệnh viện Quân y 109 có nhiệm vụ thu dung, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang và địa phương nơi đóng quân. Trong điều kiện cần thiết, bệnh viện sẽ huy động sự tham gia của tất cả đội ngũ cán bộ y tế để thu dung, cách ly, điều trị hiệu quả cho người bệnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các hộ gia đình đang có người cách ly y tế tại nhà thực hiện tốt các điểm sau đây. 1. Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. 2. Lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa, nơi ở, nơi lưu trú hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng. 3. Cung cấp suất ăn riêng cho người được cách ly. 4. Thông báo ngay cho nhân viên y tế sở tại khi người được cách ly tự ý rời khỏi khu cách ly hoặc có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau họng, khó thở. 5. Không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi cư trú. 6. Giúp đỡ động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly. Liên hệ với đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 để được tư vấn khi cần thiết. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. https://bluezone.gov.vn